thời thế cho ta nhận biết ra rằng mày qua quen đặt Facebook này à? Anh đăng từ lấy anh đăng chế tạo làm mấy hình gớm là hứng lắm. Anh đăng Facebook vào hôm nay sau thì sợ không vai. Đấy, lên nha. Rồi, tớ đang dư nhanh. Ơ, xem mấy bảo vệ dạng bao lúc tiền rồi. Đây, tớ một phòng. Một hai ba hát. Hộp trước xương sau thế mới giàu, giàu trước khổ sau thế càng đau. Thời thế cho ta nhận biết ra rằng khi gian nan có. Cái gì vậy, bay xuống ngắn thế? TikTok nó ngắn quá. Bay bầu rồi. Ôi, gãy răng. Ô, mà làm thách tích lần đấy ạ. Thế mê đầu lòng đi săn nước hả? Nhà bác, cái video đọc nhà bác. Đi về mượt rồi. Tập tục cái mượt tới cái chất như nó. Cái cốp phải chất như nó cất luôn ạ. Chất như nó cất luôn. Bằng luôn em, bằng luôn ạ. Hột trước xương sau thế mới giàu, giàu trước khổ sau thế càng đau. Thời thế cho ta nhận biết ra rằng khi gian nan có. Mày qua quen đặt Facebook này à? Anh đăng từ lấy anh đăng chế tạo làm mấy hình gớm là hứng lắm. Anh đang Facebook vào hôm nay sau thì sợ không vai. Đấy, lên lên nha. Rồi, tớ đang dư nhanh. Ơ, xem mấy bảo vệ dạng bao lúc tiền rồi. Đây, đâu một phòng. Một hai ba hát. Hộp trước xương sau thế mới giàu, giàu trước khổ sau thế càng đau. Thời thế cho ta nhận biết ra rằng khi gian nan có. Cái gì vậy, bay xuống ngắn thế? TikTok nó ngắn quá. Bay bầu rồi. Ôi, gãy răng. Ô, mà làm thách tích lần đấy ạ. Thế mê đầu lòng đi săn nước hả? Nhà bác, cái video đọc nhà bác. Đi về mượt rồi. Phải tập tục cái mượt tới cái chất như nó. Cái cốp phải chất như nó cất luôn ạ. Chất như nó cất luôn. Bằng luôn em, bằng luôn ạ. Hột trước xương sau thế mới giàu, giàu trước khổ sau thế càng đau. Thời thế cho ta nhận biết ra rằng khi ra